Vâng, mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Phải nói là lần này lên vườn anh Cường có rất là nhiều các cái tác phẩm cây ăn trái để giới thiệu với toàn thể quý vị. Và đấy quý vị ạ, nói chung là cây bonsai, cây nghệ thuật nhỏ ấy, thì cây ăn trái thì cũng nhiều, nhưng mà những cái cây mà tầm chung chung như thế này là cũng khá là hiếm. Đây quý vị và các bạn đang xem một cái cây thị. Thị này là gọi thị ơi thị rơi bị bà đây đúng không hả anh? Bà ngửi chứ bà không ăn. Đấy. Đây đây tháng sau là ra hoa rồi em ạ. Đây em thấy bộ tay cành anh làm phải nói là nó kỹ càng cái vụ này. Đây, thị. Nhiều đẹp không? Tay cành. Không biết là các bác ở trong miền Nam thì có biết cái cây thị này không, nhưng mà hoặc là gọi cây thị là cây gì, nhưng mà miền Bắc bọn em là cây thị này là cái cây gọi là cây truyền thống của mọi gia đình. Đấy. Ba bảy, 37. Vâng. Anh thì cứ đo áng cái này đây. Vâng. Nó được 1m9, ta 1m9 em. Vâng. Cái này nó cao, chiều trực tán dài nó 2m rưỡi. Đo này là đấy, đo này là cho là gọi là thiệt cho nhà vườn đấy, chứ còn đâu là. Vâng. Còn đo chuẩn ra là lúc nào cũng chỉ có thừa thôi đúng không anh? Cây thị ạ. Thị đẹp em. Cây đây mới là cây đẹp. Thế là nó sẽ đậu quả vào hè đúng không anh nhỉ? Đúng rồi, chuẩn bị tháng sau ra hoa em. Anh có một đôi thị giống nhau như này em nhé. Một đôi tức là một cây nữa hả anh? Đúng rồi, một cây nữa. À. Đấy, em cứ quay kỹ cho quý khách hàng xem đấy bộ tay cành của. Ok anh. Đấy, anh buồn cười quá, có những khách hàng hỏi ôi rồi anh ơi cây thị của anh đến em bán cho nửa tiền này, mình bảo ừ tôi được rồi tôi sẽ mua nửa tiền, nhưng mà anh đánh hộ tôi mà anh dâm sống cho tôi, mà không đâu. Thế thì chịu đúng không? Đấy, thế là cây này nó lại ngự trị trên cái chậu này 7-8 năm trời rồi. Quả nó thuần rồi, mọi vấn đề nó thuần rồi. Và tay cành nó làm đẹp như này là một quá trình bao nhiêu năm trời mới làm được cây thị như này. Thế thì cây này bây giờ là coi như là một cây thị thuần chậu lâu năm rồi. Mà cây này bây giờ mà giao lưu thì nó rơi vào bao nhiêu tiền hả anh? Cây này 75 triệu em. 75 triệu em. Em thử xem em quay nhiều xem anh báo giá này, cây 75 triệu này có hợp lý hay không. Vâng. Cây ăn quả. Thì đấy, nếu mà các bác là cứ bảo là vào nhà dân đi tìm những cái cây mua 20-30 triệu, nhưng thực ra còn nhiều vấn đề ở trong đấy lắm nữa, chứ không phải là cứ đánh cái cây về là nó xong nó thành nghệ thuật được như này đâu ạ. Đấy. 70 triệu một cây này, nó trên chậu 7 năm rồi. Còn tuổi 75 triệu. Còn tuổi ở ngoài không biết là bao nhiêu năm nữa, thị này nó cũng nhiều tuổi lắm, khó tính lắm. Cái bóng đẹp quá em. Vâng. Đấy thì bác nào mà có yêu thị, thích thị. Đấy, nhà cổ, nhà gỗ, các bác chơi cái dòng cây ăn trái này mang về nhà gỗ của các bác hoặc là nhà tư đường liên hệ với cả anh Cường. Số điện thoại thì tôi ghi ở cái phần mô tả đấy rồi. Vâng, tiếp một cây thị nữa thì anh Cường bảo là anh ấy có một cặp. Đấy, một đôi. Đấy, em thấy đôi này giống nhau không? Vâng, như cây này như em nhìn thì thân nó to hơn chút. Đúng cây rồi, kia ấy. To hơn nhiều. Vâng, đấy. Cây này nhìn nó thân pháp hơn anh ạ. Cây nhìn nó trông nó thân thủ, nhìn nó có vẻ là gấu hơn cây kia anh ạ. Gấu hơn cây kia. Đúng rồi. Đó. Đẹp không? Tay cành nó đẹp. Vâng. Bóng thì khỏi thì nghĩ về bóng rồi. Đấy, về thân pháp của cây, độ nghệ thuật của cây thì đây. Quý vị ngắm là quý vị sẽ thấy được cây nghệ thuật. Nó là dòng cây ăn trái nhưng là cây nghệ thuật quý vị nhé. Chứ nó không phải là cây bình thường đâu ạ. Không phải cây một cái cây mọc thẳng rồi là ở ngoài nhà quý vị trồng rồi. Nó khác với là một cây nghệ thuật. Đấy, đây là một cái cây mà người ta cũng làm này, lâu lắm rồi này. Đấy, bao nhiêu năm trời rồi. Uốn nắn rồi, dạy dỗ. Anh thử đo cái hoành của cây này, em nhìn là cây này. To, đấy, cây này to hơn. Vâng. 12, 13, 14, 50. Đấy, cây này hoành to hơn cây kia. Chiều nhìn cao thì như nhau em. Vâng. Tán rộng nó như nhau. Về bóng thì hai cây là xem nhau, nhưng mà về độ nét nghệ thuật, nét quyến rũ thì cây này nhìn sướng hơn quý vị ạ. Đấy, cây này nó có độ nghệ thuật cao hơn chút. Đấy, có bộ thân chạy
Đấy, vì anh Cường có một cặp như này. Nếu quý vị nếu mà lấy cả cặp thì anh lấy 150, còn lấy cây này thì phải 80 triệu. À. Bởi vì cái bể này nó là bể này là bể đắt đắt tiền. Đúng rồi. Đấy, bể cổ ngày xưa đấy. Bể sâu nhỉ, ngày xưa các cụ để nước mưa đấy. Để nước là nước. Để cái bể này bây giờ 7-8 triệu chắc chắn. Để nói là bể này gọi là bể bể chứa nước ăn của các cụ ngày xưa đấy. Đúng rồi. Đấy, 1962 này. Đây, mặt bên này đây. Đẹp. Tháng sau nó đeo ít hoa xong nó ra mỗi cây này chục 20 quả. Và nhìn nó thích lắm em. Nhìn thích. Rồi, ok, cảm ơn anh Cường. Đấy, anh còn có cây ăn trái này rất là hay. Cây này cái gì mà dáng bay nhìn như con thú ấy anh nhỉ? Cây nhãn đúng không anh? Đúng rồi, cây nhãn ta. Cây nhãn. Nhãn ta nhá, nhãn ngoài Bắc này nhá, không có nhãn trong Nam nhá. Nhìn chứ như con thú ấy anh ạ. Đẹp không? Vâng. Hôm trước nó lục nó đỏ. Anh cắt vỏ lục cái này. Cây này sang năm mà cho ra quả được rồi em. Ổn định rồi. Đây cành tháo hết dây dựng rồi. Một cây nhãn này. Quý vị nhìn thấy dáng đẹp không? Dáng như con tì hưu ấy. Đấy. 65 nha. Vâng, khoảng 65 chỗ anh ấy đo đó. Hàng cẩu xem ạ. Đấy, chuyên cây ăn trái nhưng mà nó là dòng cây nghệ thuật quý vị ạ, chứ không phải là cây ăn trái bình thường đâu ạ. Không phải là đánh lên chậu không này để nó đậu trái không này làm cây ăn trái cho các bác đâu. Nó là cây nghệ thuật nhưng mà thuộc về dòng cây ăn trái. Chứ còn nếu mà cây gọi là mọi người cứ gọi là cây công trình bình thường thì nó lại rất là đơn giản. Cây ý thì nó sẵn. Như cây nhãn này bây giờ nhà vườn mình giao lưu ra thì bao nhiêu cho khách nhỉ anh Cường nhỉ? Cây này 70 triệu ạ. 70 triệu quý vị ạ. Nó là một cây nghệ thuật. Và cây nhãn thì cây này nó cũng có tuổi đời rất là già rồi. 70 triệu. Đấy. Úi dồi ôi, cây này anh ạ. Cây này có bộ bệ nó khủng. Anh xin giới thiệu với em, đây là một cây hồng xiêm mà siêu trái. Nếu mà cây này mà trái, anh nói thật với em là nếu mà đến mùa của nó, đấy thì em cứ soi vào cái thùng hoa này làm xem. Đây là cây hồng xiêm. Anh vừa ngặt đây để cho nó ra đây. Đấy, quả này. Quả này chắc là chín này nó con chim ăn đấy. Cây này dáng đẹp thế anh ạ. Cây này là cái bụi gốc bạch tuộc. Vâng. Đẹp không? Dáng đẹp. Cây này thì nó một cây nghệ thuật cao. Anh phải nói đánh giá cây nghệ thuật cao. Đẹp. Em thấy không? Đấy, em zoom lại cho quý khách hàng xem này. Cây này quả nó mức độ như thế nào. Đây. Đây. Em nhìn này. Đấy, cứ mỗi một cái này là một đầy. Là một chùm quả. Một chùm quả đúng không? Úi chỗ cây này mà nó ra quả thì anh nói với em, anh có hai cây hồng xiêm ở vườn này là phải nói là quả thì nếu độ sai thì gọi là dòng siêu trái vậy anh. Đấy, siêu trái luôn. Quả ngon lắm nhé. Vâng. Cái này chiều cao nó chỉ 2 mét thôi em. 2 mét. Tán này. Tán cái này 3 mét rưỡi. Đẹp nhỉ, cái này nó hồi ấy, hồi đầu nhìn. Hồi đầu đẹp phê. Không? Vâng. Một gốc em nhé. Đẹp không? Nó dính lại, hai cành này dính lại. À đây, chỗ này nó dính vào chập vào này này quý vị. Đấy, dính đấy, chập đấy. Ừ. Rồi, bộ bệ này, bệ hồng xiêm này. Nhìn thích thật. Đấy. Thích nhỉ. Vâng. Cái này anh mua cái chậu vuông rồi, anh mua cái chậu vuông 2 mét rồi, chuẩn bị anh thay rồi. À lại thay sang chậu khác hả anh? Đấy thì nó đẹp em. À. Hàng nằm trong cái chậu vuông nó mới đẹp chứ. Vâng. Hình chữ nhật ý. Cái này mới là đẳng cấp được. Cây này đâu anh làm hoàn thiện hình là 95%. Cứ thế này để cho tay cành nó to và quả cứ nuôi. Cái này thì tầm tháng mấy thì tháo được dây này ra anh? Cái này của anh à? Cái này tầm giáp Tết em. Giáp Tết là anh tháo hết. Nhưng mà cái này anh không lo, bởi vì anh làm không như mọi người. Ngày xưa anh mua về là người ta uốn, nhưng bây giờ anh không uốn. Cái này bây giờ nó thít chặt cái này như thế này nhé. Mai anh bấm một cái này anh nới. À rồi. Cái này chỉ cần nới thôi đúng không? Anh cái này chỉ cần chuyển sang chỗ khác thôi. Tháng sau là anh nới rồi. À vâng. Chuyển sang chỗ khác. À, nên là nó sẽ không thắt đúng không anh nhỉ? Không thắt. À đúng không? Cây nó chóng nó phát triển chóng lớn. Thế nào nó vẫn cứ giữ được cái bóng đấy đúng không anh? Đúng rồi. Ừ. Em đã hiểu. Làm này hay hơn là nó uốn uốn vặn vặn kia đúng không anh?
em quay cả tổng cái bóng này cho quý khách xem giúp anh. Vâng. Quá chất luôn. Cái này bây giờ mà giao lưu ra nhiều tiền không anh? Cây này 160 triệu em. 160 triệu quý vị ạ. Cũng đẹp thật công nhận, nhìn nó bóng nhìn đẹp thế. Nó lại là dòng gọi là hồng xiêm siêu trái. Cái này đúng là đến cái mùa nó đậu quả, nhìn trái nó ấy, nhìn trái nó lúc líu lúc líu rồi nhìn nó phê. Nhá, nếu mà chơi kia kéo cây đằng sau. Vâng em nhìn thấy. Nếu mà cây này mà lúc trái này em nhá. Nếu có điều kiện cắt vào hết lá này đi, chơi một trái được không? Ui giời, thế thì nhìn đấy lắm. Vâng. Cây này, em nhìn cây này như bức tranh không? Vâng. Anh em khẳng định cây hồng xiêm này anh làm một nghệ thuật cao đấy. 160 triệu anh nhỉ? 160 triệu. Vâng. Tuyệt vời, đẹp anh ạ. Đấy, quay sang anh giới thiệu cho quý khách hàng một cây hồng xiêm nữa. Cây này là cũng siêu trái. Cũng hàng siêu trái. Vâng, cây này một cây. Em cứ dí vào xem là trái cây này sao anh khẳng định với chú nó hàng vài trăm quả. Đây, này, quý vị, một cái chùm này nó ra sau này nhiều lắm ạ. Tất cả đây này, em nhìn này. Đấy. Đấy, cây này là cây siêu trái luôn. Em thấy cây cành cũng làm đẹp không? Cây bay đấy. Cây này là song thân. Song thân đấy. Cây một hồng xiêm này mà đầu tiên em nhá, cây này là người ta trồng thẳng lên em ạ. Cây này ngày xưa nó thẳng lên nhìn nó buồn cười lắm. Xong anh bẻ ra. Đúng rồi. À. 7 năm trên chậu này rồi. Ôi giời, thế thì nếu mới đẹp được như này nhỉ. Đúng rồi, nó phải có thời gian đi em. Vâng. Cái tay cành này là mình nuôi mới hết đấy chứ. Từ đây vắn ra là mới hết đấy chứ. Ngày xưa chỉ có cắt cút lên đây nó bay mới ra hết, em bảo nuôi bao nhiêu năm trời những cái tay này nó ra. Nó đẹp mức độ như này. 7 năm trên chậu. Em nhìn nó thế này này. Mà già. Anh khẳng định cây này mà không được 20 đến 30 cân quả thì cứ chặt vào đầu anh luôn. Hai vậy 2 3 yến đấy. Ờ. Sai nhỉ. Thì anh năm ngoái anh ăn không biết bao nhiêu. À. Quá sai. Em thì đấy, em cứ soi vào mỗi chùm này là một chùm quả. Mỗi chùm này được 3 4 quả. Cái này thì bao nhiêu tiền anh? Cái này chắc nhẹ nhàng hơn cái kia nhỉ? Cái này ít tiền em. Vâng. Cái này anh giao lưu giá 28 triệu thôi em. Vâng. Cái này nó... 28 triệu. Cây dáng bay. Đây, quả bắt đầu lên. Làm đẹp lắm rồi. Vâng. Đây này. Cái cây này nó ra trước là đã ra rồi. Đây, quả đây. Đấy. Đấy, là chùm thế này. Đấy. Cây này thì đặc biệt là quả sai. Vâng, đấy nhá. Bác nào mà yêu hồng xiêm thì cứ gặp anh Cường. Đấy, em cứ quay cho anh một clip hồng xiêm cho một clip chuyên vụ sữa. Vâng. Hồng xiêm rất là nhiều. Đây, tuyệt vời. Đấy, cái này cây dáng bàn trà anh. Đúng bàn trà đấy. Đây gọi là anh đặt tên là mái tóc người thương đây. Cái này mà... Cái này nghệ thuật không? Vâng, cái này mà bác nào mà để bàn uống nước mà đến lúc mùa rụng quả nó rụng ăn luôn đấy. Cây đây thì tháo được dây rồi em ạ. À. Anh đang chuẩn bị tháo dây hết rồi này. Cái này anh vẽ nghệ thuật phết đây chứ. Đấy, mái tóc người thương đấy em. À, cũng nói giới thiệu mạnh quý khách hàng này. Cây này đầu tiên là mua là về nó trồng nó lốc. Vâng. Em ạ. Có mỗi cái cành này thôi, cành này nó trồng lên trời cơ. Quánh xuống đây, à. Cành kia lên. Đấy. Cành này vâng. Là nuôi đấy nhá. Vâng vâng. Cành này nuôi 4 năm nay mới được cái cành này đấy. Quánh xuống. 4 năm mới được cái cành bé tẹo. Vâng. Bằng cổ tay. Vâng. Đẹp, cái này đẹp, nhìn đúng rồi. Muốn giá ít tiền em ạ. Muốn chơi nghệ thuật. Nghệ thuật như này nhưng cây này ít tiền, cây này không cao. Cây này anh giao lưu giá 22 triệu thôi. Rất hợp lý. Rất là nhẹ nhàng nhờ anh nhờ. Em thấy 2 triệu cái này đấy em thấy công làm được những bộ tay cành như này. Vâng. Thời gian bao nhiêu năm tháng. Bao nhiêu năm trời mà. Một cây nó lại to như này, cây không ngờ hề hấn gì nhá, không sâu không bệnh gì nhá. Đấy. Rất là ngon nhá quý vị. Đấy. Quả thì sai em ạ. Vâng. Quả sai lắm. Chuẩn bị đây em nhìn này, em cứ soi vào đây hộ anh cái. Hộ quý khách hàng. Đây là cây siêu trái này. Đây. Đấy. Bồng hết đây này, bồng hết. Nói chung là bảo hành hết, riêng về vấn đề hồng xiêm này thì xa chịu rồi. Vâng, riêng về vấn đề cây trái này thì
hoa hoành với quý vị là lúc nào cũng đầy trái cho quý vị thưởng thức. 22 triệu, quá là nhẹ nhàng, em thấy được chưa? Được rồi. Ok anh, còn hồng xiêm không anh? À, hồng xiêm anh nhiều. Hồng xiêm thì anh còn à. Còn hồng xiêm để em dẫn cho anh cái ổi này lên nữa cho nó khác tí. Ok anh, thế cho cái ổi này. Em đánh giá cái ổi này thế nào? Mạnh thấy cái ổi này thế nào? À, nếu đây, độ già của nó thì khỏi bàn cãi em ạ. Vâng, về tuổi thì cái tụ ổi này cũng rất là nhiều tuổi. Độ tuổi này, cái thứ hai độ sai quả thì anh sẽ phải nói quý hàng là cái này quả không có đối thủ. Chuẩn bị ra quả đấy. Ổi này ổi găng à anh? Đúng rồi, ổi găng, chuẩn, nhìn quá chuẩn luôn. Tại vì nó đỏ au rồi, thân đây là đủ ổi găng xịn luôn. Quả ăn rất ngon, ngâm rượu rất ngon. Đấy. Thân nó đỏ au à. Cái này là vừa rồi anh thả nước, anh thả nước là anh cho vào đây để đợt này cho nó tốt em ạ. Dễ nó bỏ ra. Thôi về mình chơi thế này mình mà ổi là nó cứ rất cần đồ ăn, nhất là nước. Đấy, thế cũng phải chia sẻ với lại quý khách hàng là lắm người ta bảo cây ăn quả sao anh chăm tốt thế này. Nhưng các cụ nói rồi phải nhất nước nhì phân. Cây ăn quả này mà thiếu nước nha thì anh có chăm rời phân rời, anh nói mạnh không bao giờ tốt được cả. Tức là lúc nào cũng phải nước, lúc nào phải ẩm cây ăn quả ẩm này. Nước, mình muốn đậu trái thì nó phải đủ nước. Vâng. Đây. Ôi, thích không? Cây này hàng cẩu em. Đúng, cây này phải cẩu, cây này to này. Anh đo cái hoành thân nhé. À, cây này phong tranh đẹp. Đẹp thật. Hoành thân 12 3 4 5 54. 54 rộng phết, to. Cây này to. Mấy chục năm rồi. Chiều cao cây này chừng 1m9 đấy. À. Đấy, đá làm rồi em. Bao tiền cái này anh Cường? Cái này anh giao lưu 70 triệu đấy. À. Đây, quý vị ngắm một cây siêu dáng phong tranh, rất là đẹp. Mà mịn tít luôn, không có sâu bệnh gì, một cây ổi. Thường thường ổi này quý vị phải nhìn kỹ không hề. Ổi này nó cũng sâu bệnh là bình thường nếu mà quý vị không tinh. Vâng, rồi ok, cảm ơn quý vị đã theo dõi cái cuốn video này. Nếu quý vị thiện chí thì alo nhà vườn Mạnh Cường.